AC Milan đã chuẩn bị hành trang kỹ càng để đối mặt với Atletico Madrid ở lượt trận thứ hai tại bảng B nhằm thắp lên hy vọng giành một tấm vé giành quyền đi tiếp trong lần trở lại với đấu trường Champions League. Không chỉ chơi thăng hoa ở Serie A với 5 trận thắng, một trận hòa, mà chiến thắng gần nhất trước Spezia, nơi con trai của huyền thoại Paolo Mandini Daniel Mandini đã làm dạng danh dòng họ khi mở ra chiến thắng cho AC Milan cũng như giúp họ có được sự chuẩn bị tốt về tâm lý để tiếp đón Atletico Madrid. Trước đó, dù để thua Liverpool ở trận mở màn, nhưng AC Milan đã chơi rất thuyết phục trong ngày đầu trở lại và chọc thủng lưới đối thủ tới hai lần. Điều đó cho thấy họ hoàn toàn không e ngại những đội bóng được đánh giá cao hơn về mặt kinh nghiệm, được tổ chức tốt và sở hữu những ngôi sao như Atletico Madrid. Trong khi đó, đội bóng thủ đô Madrid đã trải qua một tuần thi đấu thất vọng, hoặc chính xác hơn là chuỗi trận khá thất vọng từ Champions League tới La Liga. Họ khởi đầu bảng B bằng trận hòa không bàn thắng trước Porto trong trận đá chính đầu tiên của tiền đạo Griezmann sau khi trở lại từ Barcelona Tiếp theo, thầy trò luyện viên Simeone chỉ có được một trận thắng, một trận hòa và một trận thua tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Mà nguyên nhân chính vẫn là việc các ngôi sao trên hàng công không tạo ra được sự khác biệt. Rõ ràng, đội bóng áo sọc đỏ trắng đang gặp rất nhiều vấn đề về lối chơi và đó không phải là sự chuẩn bị tốt của Atletico Madrid cho trận đấu quan trọng tại nước Ý trước AC Milan. Huấn luyện viên Pioli đang đối mặt với cơn bão chấn thương dày đặc khi ông thiếu hàng loạt những trụ cột như Ibrahimovic Florenzi, Krunic, vì chấn thương. Nhưng ông có thể tin tưởng vào một chiến thắng với những cầu thủ trẻ tài năng và khát khao chiến thắng như Brahim Diaz, Salomaker hay Kessi. Trong khi đó, huấn luyện viên Simeone cũng gặp không ít những thách thức từ chấn thương của các trụ cột. Trong khi những ngôi sao như Griezmann chơi rất kém cỏi trong những trận gần đây và Suarez thì 5 năm trở lại đây không ghi bàn nào trên sân khách ở Champions League. Đó mới là cơn đau đầu thật sự của huấn luyện viên người Argentina. Trong hai lần gặp nhau gần nhất, Atlético Madrid đều đánh bại đối thủ một cách thuyết phục. Tuy nhiên, xét về phong độ hiện tại, AC Milan cho thấy sự vượt trội của mình khi giành chiến thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa một trận còn lại, trong khi Atlético Madrid để thua một trận, thắng hai trận và hòa hai trận. AC Milan đang có phong độ rất cao vào lúc này, trong khi Atlético Madrid lại thi đấu rất kém thuyết phục dù được bổ sung nhiều ngôi sao trong mùa giải mới. Và dù các cầu thủ của huấn luyện viên Pioli vẫn còn rất trẻ, không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đặc biệt là ở Champions League, nhưng được thi đấu trên sân nhà là cơ hội để họ chứng tỏ giá trị của mình. Vì vậy, người chơi có thể chọn AC Milan để đặt niềm tin. Trong 5 trận gần nhất, AC Milan đều ghi được hai bàn thắng mỗi trận, trong khi con số này của Atlético Madrid còn tệ hơn nhiều. Họ có tới 3 trận không ghi được bàn nào và một trận ghi được hai bàn dù sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công như Suarez hay Griezmann. vì vậy nhiều khả năng trận đấu này sẽ không có nhiều hơn hai bàn thắng được ghi. Dự đoán của thể thao văn hóa: AC Milan, Atletico Madrid 1-0